em dọn cái này xong rồi cái em bắt cá cho cả nhà xem nha, dưới này coi có cá nhiều không, thấy có nhiều cá trê lắm cả nhà. Hôm bữa em câu dính được mấy con cá trê vàng luôn á, rồi bữa nay em bắt thử nha. Giờ dọn trước đi. Sớm giờ em dọn cái đìa này bây giờ xong hết rồi đó cả nhà. Thấy em thấy lục bình lên trên mé hết rồi, bây giờ em sẽ nôm bắt cá cho cả nhà xem ha. Dưới này có nhiều cá trê vàng lắm. Có con cá lóc á cả nhà ơi. Ui. Cá lóc cả nhà ơi, cá lóc này to lắm nè. Cá lóc khủng á. Rồi. Chui. Cá lóc này bự thiệt. Sình non nhiều quá, cái sình non nhiều quá, nó chuối xuống sâu quá. Wow, ui được con cá lóc khủng cả nhà ơi, bự lắm luôn à, thả thiệt luôn á, bự quá chừng luôn, đã giờ mò dính cá gô không à, được ngăn cá lóc bự nè, sợ nhảy. Nãy giờ mò mò toàn cá gô, tưởng không có cá lóc rồi chứ. Hai coi chừng dụng chừng nãy đi ha. Cá chê hai ơi. Như cá chê á cả nhà. Ở bên đây á, cái đĩa bên đây sình non nó sâu hơn á, cái cá nó chuối sâu quá, bắt nó lần bắt khó lắm. Nhưng mà cái nôm nó hơi dài á cả nhà, chắc bữa nào kêu ba sửa cái nôm ngắn ngắn lại tí. Bắt cá một tay đúng là khó bắt thiệt, bắt hai tay dễ hơn. Rồi. Sình sâu ghê quá trời, sình non luôn á. Cá trê nữa, nó kiểu chuối dữ. Đâu rồi ta? Tụi con cá chê cả nhà ơi, cá chê vàng. Mò cá chê thôi mà con nó khó bắt ra vậy. Nó chuối với sình gì sâu quá đó. Để em kiếm thêm vài con cá nữa. Bự á nha. Cá lóc bự lắm đó nha ơi. Wow.
được thêm con cá hồi nữa nè. Này này có thu nè, nó cá ngàn qua em bắt nhiều á, má em thấy người ta lại hỏi mua cái má em bán cho nè, còn có mấy con nhỏ nhỏ thôi giờ em bắt thêm, qua tưởng má chừa lại nữa nè. Để em mò thử có cá gì nữa. Cá vô. Ừ. Được con cá gô này cả nhà. Cá cũng bự nha. Nãy thì cá lóc giờ em mò thử cái chính cá gô. Nãy giờ nó rượt rượt mấy ngoài nó giờ cái cá nó tấp vô trong mé, tấp vô theo cái mấy cái bụi lục bình đó. Nó chui xuống như đó, nó chui xuống trên sình non á. Ôi. Rồi được được cá gô nữa nè. Được cái gô nữa cả nhà ơi. Cái này gì có gô ta. Mò mò nhầm chắc. Đựng cá chê thế này cả nhà. Giờ có cá tấp tấp vào trong mé rồi, nãy rồi lùa tới lùa lui giờ nó chui vô. Cái gô cả nhà ơi. À, được cái gô bự nữa ta. Ở đây vậy mà cá gô to to không à. Ở đây mà mò chỗ nào cả nhà không thấy em bắt ở đâu cũng có cá. Có lừa làm được cái đìa mà để cho cá đồng mà nó xuống như vậy cũng lâu lắm á, cả nhà cũng cả năm trời hơn á. Để mình đào rồi cái đợi mùa khô xuống đào rồi thảy trà, lúc mà có nước nhiều á đào rồi cái đào sâu rồi thảy trà xuống với lục bình, đợi mùa khô nước rút giống như giờ nè, trên ruộng khô hết rồi đó, rồi là cá nó sẽ cá đồng á nó sẽ rút xuống như này. Nhà em đào nhiều cái đìa giống này lắm cho nên là em xuống em bắt, cả nhà thấy chỗ này em bắt cũng có cá đó, này là cá đồng không à. Cá gô nữa. Trong mé này cá nó dạt vô đây là cá gô luôn nha. Chắc cá bự đó, nó chúi xuống ở ngoài sao á. Hên cũng được hai cá lóc bự. Này mà đem lên chiên xù cũng ngon nữa nè cả nhà. Làm nước mắm gừng chiên xù á. Chiên giòn thì còn giòn. Chiên đã. Cẩn thận chiên nước xù.
như nguyên ổ cá rô sao mỏ dính cá rô à. Cái rô này lát lên hỏi má ăn gì làm cho hay à. Chưa có bên đây định bán nữa. Qua má mê má bán hết cá. Mò cá xong cái lên em còn phải chuyển chậu bông nữa, nắng lên lần thôi nó héo héo rồi nó đi tưới luôn. Lúc này thời gian của em nói chung là nó dày đặc luôn á cả nhà. Quay qua tưới xong, tưới phân xong cái thấy cây héo, đây là tưới nước thì giờ đỡ rồi, bữa cố gắng cái giờ phun sương đỡ chứ không thôi à. Chạy tới chạy luôn, chạy đuối luôn, chạy xong mà xuống ngồi cá như này là đuối. Năm nào cũng vậy, mấy tháng Tết này là thời gian nó gấp rút dữ lắm mẹ. Nhưng mấy tháng trước á em cũng làm bông này trồng cây mà cái không có làm YouTube. Bây giờ cái hứng lên cái làm quá trời thời gian, công việc lu bu luôn mà cũng làm không còn thời gian rảnh luôn. Em đâu có buổi trưa đâu, làm gì xong rồi cả nhà xem lên tưới bông trăm cây bông với tưới kiểu chậu này kia nọ à hả. Chuyển chậu xong cái là trưa luôn rồi lên ăn cơm, làm cơm ăn cơm cái nữa là coi như là không có giấc ngủ trưa luôn á cả nhà. Ban đêm thì thức 1-2 giờ đêm, 3-4 giờ sáng em cũng thức rồi. Nói chung á là công việc làm em làm cũng nhiều cái công việc lắm, nhưng mà thật ra thì tiền thì cũng không thấy đâu. Không biết có phải mình tham hơn chứ làm nhiều mà không có thấy tiền gì đâu hết á. Mà làm không có thời gian ngủ trưa luôn á. Nên nhiều khi cái thời gian này á có nhiều anh nhiều chị với cả nhà vô bình luận xong cái em thả tim mà đôi khi không có bình luận trả lời lại nhiều như lúc trước á, là do em đuối quá cái là em coi bình luận rồi cái em thả tim nên cả nhà thông cảm cho em nha.
lên. Ai hỏi má ăn món gì hay làm em đi túi bông nha hai. Không mấy giờ em lên em rửa cá đi cả nhà ơi. Thành quả của em này cả nhà. Khủng khiếp nha. Wow. Em không dám dở cao sợ nó nhảy lát lên cửa. Ồ, hai con cá khủng với hai con cá chê còn nhiêu rồi cá rô. Bữa nay cá rô bự bự không à. Đang lát lên hỏi hai má ăn gì kêu hai lát. Tí bọc. Sợ nắng quá, nắng lắm luôn á. Lát nó lên hay hỏi má làm gì, hai làm cá nha, cho má nấu cơm rồi em đi bật bếp cho tưới cây nha hai. Giờ em lên em rửa cá cả nhà ơi.